Xin chào toàn thể anh em đam mê tàu thuyền nha anh em ơi. Lời đầu tiên thì mình xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể anh em đã trong suốt thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ kênh. Thì trong suốt quá trình làm video thì nhờ anh em theo dõi và chia sẻ bài thì đến kênh của mình ngày hôm nay đã tạo được một sự uy tín của rất nhiều anh em trên khắp mọi miền của đất nước. Thì từ bây giờ đến trở về sau, mình có nhận làm video theo yêu cầu của một số anh em, một số bạn bè, một số đồng nghiệp. Thì có nhờ mình là có đi biển, đi đánh bắt, đi thu mua thì có gặp lại một số ghe mà theo yêu cầu của anh em thì quay lại giùm họ. Thì mình có quay và chỉnh sửa và biên soạn video một cách bài bản và đăng tải lên clip cho anh em xem. Bởi vì bản thân của mình rất là thích chiếc ghe đó, chiếc ghe của chính mình, nhưng mà mình không thể nào mình quay lại chiếc ghe của mình được. Cho nên là nhờ một số anh em đi biển thì họ sẽ quay lại cho chiếc ghe của chúng ta. Và mình cũng làm những việc tương tự như vậy. Thì ngày hôm nay đây là mình quay chiếc ghe của anh Tèo Hậu ở Vĩnh Lợi. Đây là một trong những chiếc ghe mà mình rất là thích và rất là tâm đắc khi quay chiếc ghe này. Cho nên là mình sẽ quay chiếc ghe này một cách kỹ lưỡng và kỹ càng cho anh em xem. Thì đây là ghe của anh Tèo Hậu, dài 25m7, rộng 7m8, một chiều dài khủng khiếp luôn anh em. Thì mình thường đăng video á, anh em thường hay so sánh ghe này dài không bằng ghe kia, to không bằng ghe kia. Thì mình mong anh em là đừng có đem cái sự so sánh như vậy. Bởi vì mình quay, mình không phải là tìm những chiếc ghe to hay là ghe dài để mình quay, mà những chiếc ghe nào đặc sắc, những chiếc ghe nào anh em nhờ mình quay thì mình sẽ quay lại cho anh em xem. Thì so với một cái kích thước mà 25m7, rộng 7m8, một chiếc ghe chỉ đi khai thác ở tầm lộng thôi. Chưa phải là những chiếc ghe để đi khai thác các cái tầm khơi như là đi ké cây hoặc là đi đảo nha anh em. Đây là ghe của anh Tèo là chuyên đi khai thác cái tầm lộng, gọi là cái tầm trung á. Thì so với kích thước cỡ này, đây là một cái chiếc ghe gọi là khổng lồ. Thì trên ghe có trang bị máy siêu chụp sim ráp gần 5 tỷ nha anh em. Siêu chụp phát hiện cá ở khoảng cách tầm 3.500m. Và ngoài ra trên ghe còn có trang bị hai radar, máy đo dòng chảy, các cái trang thiết bị điện tử khác hiện đại tân tiến nhất của người Nhật được áp dụng trên con tàu cá của anh Tèo Hậu ha. Và trên tàu cá này còn được trang bị dàn lưới khủng khiếp luôn, hơn cả các cái dàn lưới của các cái con tàu dự án nha anh em. 29 dây dài và chiều cao dậu 17 dậu lường nha anh em, 17 dậu lường và dài 29 dây. Một cái dàn lưới mà như mình biết á, thì ở mình á, ở Phú Yên chưa có một cái dàn lưới nào mà dài 29 dây và lường. Thì ở Phú Yên những con tàu mình biết là mới chỉ có 15 lường thôi, 15 dậu lường. Thì đây là ghe của anh Tèo là tới 17 dậu lường. Một cái dàn lưới mà dùng để đánh bắt cực kỳ lớn, cực kỳ hiện đại luôn nha anh em. Đây là mình quay lại ghe của anh Tèo trong cái thời gian mà ảnh đi làm cá chỉ vàng từ dưới cái vùng Côn Sơn, vùng 7, vùng 8 ảnh đi lên. Thì bữa nay xuống gió, toàn thể anh em tàu cá của Phú Yên, đặc biệt là toàn thể anh em của tàu cá Phú Lạc thì đi vô bờ để nấp gió về nghỉ trăng. Thì ghe Tèo Hậu này cũng chắc có lẽ là cũng di chuyển từ cái vùng ở dưới đảo Côn Sơn lên tại cái vùng biển của Phú Yên và đi thẳng về lại Bình Định. Đỡ chắc có lẽ là đợt này ảnh về là ảnh sẽ đâm thêm dầu để đi khai thác cùng cái vùng đánh bắt của mình. Bởi vì cái vùng đánh bắt của mình là cái vùng nước trung, gọi là cái vùng nước sâu. Còn thời gian mà khoảng từ trước Tết và sau Tết thì
tập đoàn của anh em Bình Định, rất nhiều cái tập đoàn từ Đà Di, Vĩnh Lợi ha, là mấy ảnh đi khai thác cái vùng Cá Chỉ, vùng Vũng Tàu, vùng Côn Sơn, cho nên là một số anh em đi khai thác ở cái vùng này là cái vùng nước cạn, cho nên người ta họ rút dậu cho gọn bớt. Và bây giờ là thời điểm mà người ta khai thác cái vùng Cá Sâu, cho nên là anh em về lại đâm thêm dầu. Một số anh em thì gửi lưới ở Vũng Tàu và đâm thêm dầu ở Vũng Tàu luôn. Thì con tàu cá này so với những con tàu cá mà mình quay á, đây là con tàu cá mà gọi là hiện đại nhất. Hiện đại nhất và cũng là con tàu cá gọi là ghe gỗ lớn nhất luôn nha anh em. Thì mình cũng được biết là ghe của anh Tèo Hậu là tổng cái giá trị mà toàn bộ thân ghe, máy móc, trang thiết bị là khoảng tầm 20 tỷ, hơn 20 tỷ. Đây là một chiếc ghe gỗ mà số tiền bỏ ra đầu tư hơn cả những chiếc ghe dự án luôn nha anh em. Những chiếc ghe dự án thì có tàu nhựa có khung 15 tỷ, có khung 17 tỷ, tàu sắt có khung 18 tỷ. Nhưng mà chiếc ghe gỗ của anh Tèo này là tổng giá trị của ghe là hơn 20 tỷ anh em. Một cái máy siêu chụp không là đã nằm tầm 5 tỷ rồi. Chưa tính các cái trang thiết bị như là máy đo dòng chảy, rồi máy radar, các cái trang thiết bị bộ đàm khác nữa, nó cũng nằm tầm 1 tỷ nữa. Nộp cái dàn điện tử của anh Tèo không là đã nằm tầm hơn 6 tỷ đồng. Hơn 6 tỷ đồng so với cái dàn điện tử. Còn ngoài ra là rất nhiều các cái linh kiện, các cái ngư cụ khác ở trên tàu cá này mà trị giá hàng tỷ thì nó góp lại mỗi thứ một ít tầm 20 tỷ nha anh em. Đó, bây giờ là ghe đang chạy ngang qua cái vùng biển Nha Trang anh em. Một số anh em là đang che cái miếng màng để quá lưới. Nó có mấy cái rẻo đỏ 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 bỏ ra bên ngoài là mấy cái lỗ rách mà gọi là nó rất nhẹ. Anh em buổi chiều họ ngồi ở trước sàn mát, họ uống cà phê nước trà rồi giá lưới. Ghe dài 25m7 mà chạy nó vẫn khỏe mồi đuổi đùa luôn anh em. Thì anh em biết là mình quay cái video này trong cái điều kiện mà gọi là nó rất là lượn lắc nha anh em. Cộng thêm là cái ghe của mình là nó nhỏ nữa, mình phải chạy song song với ảnh, rồi mình chạy đằng trước rồi mình ra đằng sau để mình chọn nhiều cái góc quay để quay đẹp cho anh em xem. Đó, khỏe mồi một cách rất là đẹp. Nếu mà anh em xem toàn bộ cái video này thì anh em sẽ thấy được có những cái đoạn mà nó chạy nó khỏe mồi rất là đẹp. Mình tâm đắc cái chiếc ghe này rất là nhiều bởi vì nó dài tầm gần 26m, nhưng mà cái đường khỏe của nó rất là đẹp. So với ghe lớn là đóng cửa tầm này rất là đẹp bởi vì cái đường khỏe của những cái chiếc ghe mà nằm tầm 25, 24, 26m trở lên là nó rất là khó khỏe. Cái đường lượng của nó rất là dài, cho nên là mình có thấy những chiếc ghe 26, 27m rồi cái đường khỏe của nó không còn đẹp nữa. Nhưng mà ở ghe anh Tèo Hậu là mình vẫn còn nhìn cảm nhận được gọi là một vẫn tốt lên một cái vẻ đẹp của một chiếc ghe lớn đó anh em. Một chiếc ghe gọi là quá hồn mỹ, quá xuất sắc luôn. Không biết anh em xem video thì một số anh em ở các cái vùng khác, anh em chuộng những cái mẫu ghe khác, hoặc là một số anh em có một cái điều gì đó chưa phải là rất thích, thì đó là cái ý kiến cá nhân của một vài anh em thôi. Còn riêng mình thì mình rất là thích và rất là tâm đắc khi quay lại chiếc ghe này ha. Dài gần 26m. Lông cốt là mình được biết là lông cốt của ghe này là hơn 22m và đè là rộng 6m7, 6m8, và rộng ở trên đó, rộng quẻ ra là 7m8, riêng đè ở dưới là rộng 6m7, 6m8, rồi còn trên rộng 7m8 và dài 25m7 luôn, con số chính xác ở chiếc ghe này luôn.
ghe của anh Tèo là đã từng vô cảng Mỹ Tân và đậu cặp bên ghe của anh Được ở Mỹ Tân ha. Anh em nào biết ghe của anh Được Mỹ Tân dài 24m đó, đóng ở Nha Trang, đóng vào năm 2018 đóng ở Nha Trang đó. Ghe anh Được cặp lại ghe của anh Tèo là ghe anh Được còn thấy gọi là ghe anh Được là 24m là rất là lớn nha, gọi là lớn trùm ở Mỹ Tân luôn á. Nhưng mà khi cặp lại ghe của anh Tèo là ghe anh Được đứng bên cạnh ghe anh Tèo, thấy ghe anh Được gọn, rất là gọn gàng, rất là gọn gàng, giống như nó thâu tóm mà nhỏ gọn lại. Ghe này là dài hơn kẻ tàu nhựa luôn nha anh em. Tàu nhựa thì dài chỉ có 24m mà nó rộng có 6m rưỡi à. Ghe này là dài tới 25m rưỡi và rộng 7m8. Một chiếc ghe khai thác cái vùng tầm trung và tầm lộng thì so với một kích thước ghe này gọi là một chiếc ghe khổng lồ luôn nha anh em. Ghe quá đẹp luôn. Đi mình quay chiếc ghe này trong quá trình chạy thôi, thì cũng có những chiếc ghe mình rất là thích, mình quay trong quá trình đánh bắt hoặc là quay trong quá trình những cái sự khó khăn nào đó mà mình cảm thấy là mình quay được, nó lôi cuốn, nó hấp dẫn, mình quay lại cho anh em xem. Thì tuy nhiên không phải lúc nào mình cũng quay cảnh đánh bắt hay là những cái cảnh mà dồn dập cái chuyện này chuyện kia, thì có những cái cảnh mà ghe chạy rất là đẹp. Những chiếc ghe mà tâm đắc, những chiếc ghe mà một số anh em có nhắn tin gửi nhờ mình, thì mình cố gắng mình quay, mình nhờ anh em khác lái, mình cố gắng mình quay thành một cái video hoàn chỉnh để gửi lên mạng cho anh em xem ha. Thì hy vọng cái video này là được nhiều anh em chia sẻ, được nhiều anh em chia sẻ để các cái cộng đồng, các anh em làm nghề lưới rút thì chúng ta cũng có thể biết được ghe đó là của ai và kích thước nó tầm bao nhiêu như thế nào ha. Chúng ta khỏi phải tranh luận ngoài lờ, bởi vì một số anh em đã tin tưởng và giao cho mình làm video đó, thì anh em cũng đã biết cái uy tín của cái kênh của mình rồi. Mình không bao giờ nói quá, không bao giờ nói thêm nói bớt làm chi hết. Thì hôm trước mình có quay một cái chiếc ghe ở Phú Yên và đánh mình có ghi tiêu đề là đánh 60 tấn nục dời á. Thì một số anh em vô bình luận là có nói mình là ghe đó đánh ngày hôm đó là chỉ có không phải 60 tấn nục dời. Thì mình cũng có xác nhận anh em là cái lượng cá ở trong lưới á, mà lúc mình quay video á, là nó không phải 60 tấn mà nó gần kể 100 tấn lần. Nhưng mà trong quá trình lấy cá thì chủ tàu cá chỉ lấy được có một xuồng là khoảng mười mấy tấn thôi, khoảng mười mấy gần 20 tấn thôi. Còn bao nhiêu cá đó là nó sẽ nhận lúc đi mất tiêu hết. Đó. Thì trong quá trình mình quay một cái video vậy thì mình quay những cái đoạn lấy cá và những cái đoạn ghe đánh bắt, ghe thu mua, rồi mình tổng hợp mà những cái video nó hơi nóng hổi nên mình sẽ đăng liền và cùng với cái tiêu đề mà giống như là thông tin mà mình có nghe trên bộ đàm của những anh thiền trưởng nói chuyện, thì mình đăng cái tiêu đề theo những cái thông tin của anh em cung cấp. Còn cá nhiều khi lấy 2-3 giờ chiều hoặc 90 giờ đêm xong thì mình không có thể nào mà mình theo dõi, mình kiểm soát hết được. Có những ghe mình quay lượng cá chỉ có vài chục tấn thôi, nhưng mà ngày hôm đó là tới 100 mấy chục tấn. Cho nên là anh em xem video á, thì mình cũng có cái sự điều chỉnh ha. Mình cũng phải có cái sự điều chỉnh. Chứ ở cái kênh của mình, anh em theo dõi qua nhiều video anh em sẽ hiểu. Không bao giờ nói quá, không bao giờ nói khót làm gì. Thậm chí mình cũng tạo được cái sự uy tín, yêu cầu của một số anh em tin tưởng mình, giao cho mình là làm cái chủ kênh này thôi. Thì bây giờ cái kênh mình nó giống như là một cái cộng đồng mà cùng phát triển, ghi lại những cái khoảnh khắc của các cái anh em làm biển, để nuôi giữ những cái kỷ niệm của anh em thôi. Chứ mình cũng không phải quay những cái video này để riêng của chính mình công khai trên mạng để anh em có thời gian rảnh thì anh em vào xem chơi. Và mình cũng hy vọng là anh em sẵn sàng góp ý kiến và chia sẻ cái video của mình để kênh của mình ngày càng phát triển đặc sắc hơn ha.
Hey, mình quay cái anh Tiều Hậu ở đằng xe. Ở đằng xe nha anh em. Đây là bên hông gấp bên bên lái. Ghe mới đi làm ở từ cái vùng Côn Sơn, Vũng Tàu lên nên là rong riêu và đóng tùm lum tá lả. Đầu mùa là có cái tấm hình rất là đẹp ha. Nhưng mà làm được mấy tháng là bắt đầu là ghe mình cặp lại anh em, cặp lại mình que chạm mình dựa nó trầy sơn thì đồ râm riêu rồi nước ngọt rồi ở trên mình sinh hoạt mình xẻ xuống đó, nó đắm theo truyền ghe. Mấy cái này là không ăn thua gì hết, vừa làm nước là đẹp liền, ghê quá dài luôn anh em. Thì thật sự lớp mà quay cái video của chiếc ghe của anh Tèo á thì mình cũng không có nghĩ là nó to tới cái mức đó. Bởi vì lúc này thì mình đang chạy bên hông của ghe anh Tèo, cho nên là giữa cái trời lượn lắc á, cho nên là chiếc ghe nó chạy nó cứ đâm ở dưới lượn á, cho nên là mình không có thấy được cái sự to lột xác toàn bộ của cái thân ghe ha. Từ nghe khon cảo đi tới nghe chỗ khon mũi là dài thăm thẳm luôn. Mình thấy những chiếc ghe 22, 23 mét thì mình đã cảm thấy cái sự ớn lạnh. Nhưng mình thấy những chiếc ghe đi khai thác cùng cái tầm mà khai thác như mình dài 26 mét. Thật sự là một chiếc ghe quá lớn, quá khủng khiếp, quá hiện đại. Thì mình xin cảm ơn anh em đã theo dõi và tin tưởng mình. Xin chúc cho anh em tràn đầy sức khỏe đi đánh bắt ngày càng thắng lợi lớn. Mong anh em xem video thì chia sẻ cái video của mình để ngày càng phát triển rộng rãi hơn. Xin chào và tạm biệt anh em, hẹn anh em ở